Cô chào tất cả các em. Các em thân mến, bài học ngày hôm nay thì cô sẽ hướng dẫn các em phần thực hành tiếng Việt, lựa chọn câu đơn hay câu ghép trong chương trình ngữ văn lớp 9 bộ sách Chân trời sáng tạo. Kiến thức về câu đơn câu ghép không còn mới lạ với các em, bởi vì các em đã được học kiểu câu này ở hồi tiểu học. Ai trong chúng ta cũng biết câu đơn là câu có một kết cấu chủ vị làm nòng cốt câu. Và câu ghép là câu có hai cụm kết cấu chủ vị làm nòng cốt câu. Tuy nhiên, trong quá trình giao tiếp thì chúng ta có thể sử dụng câu đơn hay câu ghép để đảm bảo, để đạt được cái mục đích đó. Như vậy thì để đạt được mục đích đó thì chúng ta phải lựa chọn nên sử dụng câu đơn hay nên sử dụng câu ghép. Và chúng ta sẽ sử dụng câu đơn trong hoàn cảnh nào và nên sử dụng câu ghép trong hoàn cảnh nào. Đó chính là nội dung trọng tâm của bài học ngày hôm nay. Lời hôm nay thì cô có một chút khởi động để chúng ta sẽ cùng nhớ lại kiến thức và đồng thời thì chúng ta thử suy đoán trước khi mà đi vào bài học à, cô có một câu văn như sau có một đoạn văn lại một đợt bom khói vào hang tôi sặc sụa và tức ngực cao điểm bây giờ thật vắng chỉ có nho và chị thao và bom và tôi ngồi đây và cao xạ đặt bên kia quả đồi cao xạ đang bắn đây là một đoạn văn trích trong văn bản những ngôi sao xa xôi của lê minh khuê và văn bản này Kem đã được học ở lớp 8. Vậy thì hẹn Kem thử xem là nhận xét về cách đặt câu trong đoạn văn sau và cho biết tác dụng của cách đặt câu ấy đối với việc diễn tả nội dung của đoạn văn. Các em thấy rằng là đây là rất nhiều câu. Đây đều là những câu văn ngắn. Các em thấy đây đều là những câu văn ngắn. Có những câu văn thì được cấu tạo bởi một cụm chủ vị hay nói đúng hơn là một câu đơn đấy ví dụ tôi ho sặc sụa và tức ngực đấy hoặc cao điểm bây giờ thật vắng đây là những câu đơn đấy những câu đơn hoặc là cao xạ đang bắn những câu chỉ có một kết cấu chủ vị ngoài ra thì trong văn bản trong đoạn văn này cũng có những câu rất ngắn nó không được cấu tạo bởi một kết cấu chủ vị nào cả mà chúng ta gọi đó là câu đặc biệt đấy các em ạ gọi đó là câu đặc biệt Thế các em sẽ thấy rằng là đấy là cách đặt câu ở trong đoạn văn này. Không hề có những câu văn dài, đều là những câu văn ngắn, có những câu đặc biệt, có những câu được cấu tạo bởi một cụm CV. Đấy. Vậy thì việc đặt câu trong trường này có tác dụng gì? Tại sao mà tác giả viết những câu văn ngắn như thế này? À, lẽ ra thì người ta thay bây giờ thay các cái dấu chấm bằng dấu phẩy được không? Lại một đợt bon phẩy khói vào hang phẩy tôi ho sặc sụa tức ngực được không? À, xin trả lời với các em rằng là tất nhiên có thể biến đổi đoạn văn này, các câu văn này thành một câu văn và được ngăn cách với nhau bởi dấu phẩy. Tuy nhiên, khi mà diễn đạt bằng một câu ghép dài, bằng một câu văn dài gồm có những dấu phẩy, thì nó làm cho các cái sự việc nó ê, a, à, nó dài ra. Đấy, nó kết nối với nhau, nó dài ra. Thế nhưng khi mà diễn đạt thành một câu văn ngắn, những câu văn ngắn, là một đợt bom, khói vào hang, tôi ho sặc sụa và tức ngực, cao điểm bây giờ thật bạn, kem thấy rằng là các sự việc ấy nó diễn ra liên tiếp rõ ràng mạch lạc đấy và những câu văn ngắn này nó sẽ phù hợp để diễn tả cái không khí căng thẳng hồi hộp, những không khí căng thẳng bởi vì đây là thời kỳ chiến tranh mà đấy thì sử dụng những câu văn ngắn như thế này nó rất phù hợp với diễn tả một không khí rất là căng thẳng, rất là hồi hộp, đồng thời thấy được cái tâm trạng lo lắng lo lắng băn khoăn không biết làm như thế nào trong cái tình huống nguy hiểm căng thẳng như thế đấy như vậy thì trong tình huống này thì tác giả lựa chọn những câu văn ngắn là phù hợp các bạn thế thì không phải lúc nào chúng ta cũng sử dụng câu văn ngắn không phải lúc nào chúng ta sử dụng câu đơn mà đôi khi trong trường hợp chúng ta lại phải sử dụng câu ghép vậy khi nào chúng ta cần lựa chọn câu đơn hay câu ghép chúng ta sẽ đi ở phần một la mã lựa chọn câu đơn hay câu ghép nhìn vào phần tri thức ngữ văn trong sách giáo khoa để chúng ta sẽ cùng hoàn thiện cho cô phiếu học tập số 1. Kiểu câu, câu đơn, câu ghép, cách thức lựa chọn và ví dụ. Trong phần tri thức ngữ văn trong sách giáo khoa thì đã cung cấp cho các em rất đầy đủ rồi. À, nội dung bài học ngày hôm nay không phải là chúng ta đi sâu để xác định chủ ngữ vị ngữ ở câu đơn hay câu ghép nữa. Mà quan trọng nhất là chúng ta phải nắm được tác dụng, hiểu được tác dụng của việc lựa chọn câu đơn hay câu ghép ở trong bài. Việc thứ hai nữa là chúng ta sẽ hiểu được câu ghép được chia ra làm những kiểu câu nào. Để trên cơ sở đó, chúng ta sẽ vận dụng từng kiểu câu sao cho đạt được mục đích giao tiếp. Cô sẽ hướng dẫn các em cùng trả lời phiếu học tập ở trên màn hình. Thứ nhất là về câu đơn. Cách thức lựa chọn. Lựa chọn câu đơn. Câu đơn là câu có một cụm chủ ngữ vị ngữ làm đồng cốt. Khi lựa chọn câu đơn để biểu thị một phán đoán đơn một phán đoán nhỏ lẻ thì sử dụng câu đơn. Cô giáo lấy ví dụ. Nam học tập chăm chỉ chấm. Bạn ấy đạt kết quả cao trong bài thi học kỳ. Ở đây cô muốn biểu thị một phán đoán đơn. Phán đoán đơn đây là Nam học tập chăm chỉ. Phán đoán thứ hai là bạn ấy đạt kết quả cao trong bài thi học kỳ. Đấy. Và trong câu này thì Nam là chủ ngữ. Học tập chăm chỉ là vị. Bạn ấy là chủ. Còn lại là vị. Đây là hai câu đơn và khi cô sử dụng hai câu đơn này thì nó biểu thị một phán đoán đơn giản, phán đoán ngắn gọn, đơn giản hay còn gọi là một phán đoán đơn. lựa chọn câu ghép, câu ghép kem biết câu ghép là câu có hai cụm chủ ngữ, vị ngữ làm nòng cốt trở lên, có hai cụm chủ vị làm nòng cốt trở lên và câu ghép thì bao giờ cũng biểu thị một phán đoán phức hợp, phức hợp hay còn gọi là phức tạp hoặc là hợp lại thể hiện một quá trình tư duy và thông báo có tính chất phức hợp nói đúng hơn là câu ghép muốn thông báo một cái thông tin phức tạp hơn dài hơn và phức tạp hơn vẫn cái ví dụ ở trên hai câu đơn bây giờ cô muốn à, thông báo phức hợp một thông báo liền nam học tập chăm chỉ nên bạn ấy đạt kết quả cao trong bài thi học kỳ em biết là khi mà cô muốn thông báo liền một cái thông tin như vậy thì cô sẽ biến đổi nó thành câu ghép cô sẽ viết thành câu ghép và khi cô viết thành câu ghép thì cô thêm vào đó chữ nên. Nam học tập chăm chỉ nên bạn ấy đạt kết quả cao trong bài thi học kỳ. Trong trường hợp này, Nam vẫn là chủ ngữ. Học tập chăm chỉ vẫn là bị ngữ. Bạn ấy là chủ và đạt kết quả cao trong bài thi học kỳ, thi học kỳ là bị ngữ. Như vậy thì lựa chọn câu đơn hay câu ghép để đảm bảo mục đích giao tiếp của chúng ta. Đây là điều vô cùng quan trọng. Khi chúng ta muốn biểu thị một phán đoán đơn thì chúng ta sẽ biểu thị dùng câu đơn còn khi chúng ta muốn biểu thị một phán đoán phức hợp thì chúng ta sẽ sử dụng câu ghép đó chính là lựa chọn câu đơn hay câu ghép ta sang phần hai nhỏ lựa chọn các kiểu câu ghép và phương tiện nối giữa các vế của câu ghép trong câu ghép thì được chia làm các loại vậy thì trong quá trình giao tiếp chúng ta sẽ lựa chọn kiểu câu ghép nào và chúng ta sẽ lựa chọn các phương tiện nối các vế trong câu ghép như thế nào kem vẫn biết là câu ghép là câu có cấu tạo bởi hai cụm chủ vị làm đồng cốt trở lên và mỗi cụm chủ vị sẽ làm thành một vế câu mỗi cụm chủ vị làm thành một vế câu như vậy câu ghép ít nhất phải có từ hai vế câu trở lên thế vậy thì giữa các vế câu sẽ được nối với nhau bởi phương tiện gì thì kem sẽ cùng hoàn thành cho cô sơ đồ ở trên màn hình câu ghép một bên là câu ghép chính phủ câu ghép bằng lập một bên là dựa vào phương tiện nối đấy kem thấy Vậy thì ở đây các em thấy này, một bên là căn cứ và ý nghĩa. Nếu căn cứ và ý nghĩa thì ta sẽ chia ra làm hai loại, câu ghép chính phủ và câu ghép đặc lập. Nếu căn cứ trên phương tiện nối giữa các vế thì ta có những loại câu ghép như thế nào? Chúng ta sẽ căn cứ vào phần tri thức ngữ văn để hoàn thành nội dung trên màn hình. Ờ, trong sách giáo khoa trong phần tri thức ngữ văn ý, thì cũng đã phân chia câu ghép rất là rõ ràng. Nếu mà căn cứ vào sự có mặt hay vắng mặt của các từ ngữ để làm nối giữa các vế câu ấy thì có thể chia ra thành hai loại. Đó là câu ghép có từ ngữ nối và câu ghép không có từ ngữ nối. À, tức là có câu ghép thì có từ ngữ nối, nhưng có câu ghép thì chỉ nối với nhau bằng dấu phẩy, bằng dấu câu thôi, mà không có từ ngữ nối. Các em thấy. Còn nếu căn cứ vào quan hệ giữa các vế câu thì chúng ta cũng có thể chia câu ghép thành hai loại, đó là câu ghép đẳng lập và câu ghép chính phủ Thế dù là cách phân chia nào đi chăng nữa thì chúng ta vẫn có hai cái tên gọi, đó là câu ghép đẳng lập và câu ghép chính phụ. Câu ghép đẳng lập và câu ghép chính phụ vừa căn cứ vào sự có mặt của các từ ngữ có trong câu nhưng cũng vừa là căn cứ vào uh, sự vắng mặt có thể là dựa trên việc nối giữa các uh, giữa các vế câu có thể nối bằng uh, dấu câu ấy thì ta vẫn có thể xác định được câu ghép đẳng lập và câu ghép chính phụ và bây giờ chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu hai loại câu ghép này cụ thể như sau thứ nhất là câu ghép đẳng lập đẳng là bình đẳng độc lập ngang hàng với nhau đẳng lập là ngang hàng với nhau không có vế nào phụ thuộc vào vế nào thì đấy gọi là đẳng lập câu ghép đẳng lập là câu ghép mà có các vế có quan hệ bình đẳng ngang hàng với nhau và trong câu ghép đẳng lập thì giữa hai vế thường có quan hệ chỉ thời gian, quan hệ tương phản hay là quan hệ lựa chọn. Tức là thường, thường có các quan hệ như vậy. Một số các cái từ ngữ để dùng, người ta thường dùng này, kết từ và, nhưng, hoặc. Hoặc là người ta có thể sử dụng một cặp từ hô ứng như là càng càng, vừa vừa, bao nhiêu bấy nhiêu. Đấy, các em có thể thấy. Bây giờ cô sẽ lấy ví dụ để các em sẽ hiểu thêm. Ví dụ này, trời không gió nhưng không khí vẫn mát lành. Ở trong câu này á, trời là chủ, không gió là vị, không khí là chủ và vẫn mát lạnh là vị. Như vậy, vế một là trời không gió, vế hai là không khí vẫn mát lạnh. Hai vế này được nối với nhau bởi kết từ nhưng, được nối với nhau bởi kết từ nhưng. Đấy, các em có thể thấy. Và từ nhưng đó có mối quan hệ là quan hệ tương phản. Vế một tương phản với vế hai. Không gió như không khí vẫn mất lạnh. Thì có nghĩa là hai cái vế này nó tương phản lại với nhau. Đấy. Ví dụ như là nhà em ở xa nhưng em vẫn đi học đúng giờ. Đấy, em thấy cũng tương tự như vậy. Tức là nhà ở xa, thế nhưng mà tương phản với nó thì em lại vẫn đi học đúng giờ. Cô cho ví dụ thứ hai. Ông ấy càng nói, chúng tôi càng thấy có nhiều vấn đề thực sự mới mẻ ở đây ông ấy là chủ càng nói là vị chúng tôi là chủ và phần còn lại là vị trong hai vế này các em thấy rằng có cặp quan hệ từ hô ứng đó là càng càng các em thấy đây cô in đậm hai từ này cặp quan hệ từ hô ứng càng càng từ càng ở vế một từ càng ở vế hai. hai vế này nó hô ứng với nhau đấy và à, ở đây thể hiện mối quan hệ là quan hệ tăng cấp hay còn gọi là tăng tiến cũng được Quan hệ tăng cấp hay tăng tiến càng nói thì càng thấy có nhiều vấn đề vế sau tăng hơn vế trước đấy là câu ghép có quan hệ đẳng lập như vậy cách nhận biết câu ghép có quan hệ đẳng lập là giữa hai vế thường nối với kết từ và hoặc nhưng hoặc hoặc một số các kết từ khác hoặc là sử dụng cặp từ hô ứng càng càng vừa vừa bao nhiêu bấy nhiêu điều thứ hai là Um, hai vế thường biểu thị quan hệ tương phản, quan hệ thời gian hoặc quan hệ lựa chọn hoặc là quan hệ đẳng lập vân vân. đấy là nhận biết câu ghép đẳng lập. về câu ghép chính phụ, ngay cái từ chính phụ để các em có thể thấy là sẽ có vế chính và có vế phụ. nói thế có nghĩa là hai vế nó sẽ phụ thuộc với nhau, hai vế nó phụ thuộc với nhau và sẽ có vế chính và có vế phụ. câu ghép chính phụ là câu ghép có các vế phụ thuộc nghĩa là có vế chính và có vế phụ đã cô vừa trao đổi thường biểu thị các quan hệ ý nghĩa như quan hệ nguyên nhân kết quả quan hệ điều kiện hoặc giả thiết hệ quả đấy thường biểu thị quan hệ đó phương tiện nối các vế thường là một cặp kết từ chứ không phải chỉ là một kết từ thường là cặp kết từ như là tuy nhưng vì nên nếu thì hoặc là một kết từ đứng ở vế phụ hoặc một kết từ đứng ở vế chính là từ tuy hoặc từ nên Đấy. Một kết từ đứng ở vế phụ hoặc một kết từ đứng ở vế chính Cô giáo lấy ví dụ Bởi tôi ăn uống điều độ và làm việc có trường mực Nên tôi chóng lớn lắm Ở đây em xác định tôi là chủ Ăn uống điều độ và làm việc có trường mực là vị Tôi là chủ Chóng lớn lắm là vị Trong câu này em thấy có một cặp kết từ Bởi nên Hai vế này được nối với nhau Bởi một cặp kết từ Vì bởi nên và nó biểu thị quan hệ nguyên nhân kết quả với một là nguyên nhân với hai là kết quả các em ạ với một là nguyên nhân ví dụ thứ hai nếu bầy chim non cất cánh sớm hơn chúng sẽ bị rơi xuống dòng nước trên đường từ bãi vào bờ trong câu này bầy chim non bầy chim con là chủ cất cánh sớm hơn là vị chúng là chủ còn lại là vị còn lại cho đến hết là vị các em ạ và trong câu này các em thấy À trong câu này em thấy hai vế có từ kết từ nếu, có kết từ nếu đứng ở đầu vế thứ nhất. Đây cô sẽ chỉ rõ để để các em sẽ thấy đây. Có một kết từ có một kết từ nếu đây. Đấy, có kết từ nếu đây cô sẽ tô đậm cái phần này để để uh, các em sẽ thấy. Cảm ơn em đợi cô nhé cô sẽ cô sẽ chỉ ra để các em thấy rõ hơn em thấy rõ hơn về phần này đây cái từ nếu các em ạ chị đây cho nó nhanh đây các em thấy đây từ nếu đây từ nếu đứng đầu ở vế thứ nhất kết từ nối nếu đứng đầu vế thứ nhất và trong trường hợp không sử dụng một cặp quan hệ từ nhưng sử dụng một kết từ đứng ở đầu vế thứ nhất hoặc đầu vế thứ hai đều vẫn có thể đây gọi là gọi là quan hệ à, gọi là câu ghép chính phủ các em ạ à. đây cũng có thể gọi gọi đó là câu ghép chính phủ và câu ghép chính phủ này câu ghép chính phủ này biểu thị mối quan hệ điều kiện hay còn gọi là giả thiết kết quả căn cứ vào ý nghĩa giữa các vế hay còn gọi là mối quan hệ giữa các vế cũng được ta sẽ chia thành câu ghép chính phủ và câu ghép đặc lập câu ghép chính phủ là câu ghép mà hai vế có mối quan hệ nguyên nhân kết quả điều kiện hoặc giả thiết kết quả quan hệ nhượng bộ tương phản quan hệ mục đích sự kiện đấy các em thấy như vậy câu ghép có hai vế mà thì sẽ có một vế nêu nguyên nhân nộp một, một vế nêu kết quả một vế nêu điều kiện hoặc là giả thiết một vế nêu kết quả cô giáo lấy ví dụ nếu trời mưa thì chúng em sẽ nghỉ học nếu trời mưa à vế thứ nhất là nếu trời mưa trời mưa vế thứ hai chúng em sẽ nghỉ học thế thì kem sẽ thấy rằng là vế thứ nhất có từ nếu nếu đây là giả thiết giả thiết đưa ra vậy câu ghép này có mối quan hệ giả thiết kết quả vế một là giả thiết vế hai kết quả kết quả nghĩa là chúng em sẽ nhiều kiểu câu ghép thứ hai là câu ghép đẳng lập câu ghép đẳng lập là câu ghép mà giữa các vế có quan hệ liệt kê hoặc lựa chọn hoặc tiếp nối hoặc đối chiếu quan hệ có thể liệt kê có thể là lựa chọn có thể là tiếp nối có thể là quan hệ đối chiếu đấy là về câu ghép đặc lập. Nếu căn cứ vào dựa vào phương tiện nối giữa các vế, thì ta có thứ nhất là câu ghép có các từ ngữ liên kết, các từ ngữ liên kết người ta gọi đó là các kết từ, các cặp kết từ, các cặp ngữ, các cặp từ hỗ ứng. Thứ hai là không có từ ngữ liên kết, câu ghép không có từ ngữ liên kết. Ví dụ như là à, nếu khi mà không có từ ngữ liên kết ấy, thì người ta thường sử dụng dấu phẩy, dấu chấm phẩy, dấu hai chấm để ngăn cách giữa các vế. Đấy, các em có thể à, căn cứ vào đây để chúng ta sẽ xác định. Như vậy, câu ghép được chia ra làm nhiều loại. Quan trọng là căn cứ vào đâu thôi. Trong thường nhất thì thì chúng ta sẽ căn cứ vào mối quan hệ ý nghĩa của nó các em ạ. Đó là chúng ta gọi nó là câu ghép chính phụ hay câu ghép đặc lập, thông thường là như vậy. À, khi chúng ta đã hiểu được câu ghép chính phủ câu ghép đặc luận thì chúng ta sẽ áp dụng vào bài văn ví dụ như khi trong quá trình giao tiếp bằng lời nói hoặc bằng văn bản chúng ta có thể sử dụng những kiểu câu sao cho phù hợp với mục đích giao tiếp của mình chúng ta sẽ cô sẽ có một bài tập nhanh nhận diện câu đơn hay câu ghép mùa hè ve kêu dâm gian tuy ở nhà tuy nhà lan xa ở xa nhưng bạn ấy vẫn quyết tâm đi học mặt trời mọc sương tan dần mưa càng to nước sông càng dâng cao Bây giờ muốn biết đây là câu đơn hay câu ghép thì các em phải xác định CV của nó. Câu 1 V là chủ, kêu dâm gian là vị, vậy đây là câu đơn. Câu 2 nhà lan là chủ, ở xa là vị, bạn ấy là chủ, vẫn quyết tâm đẹp là vị, vậy đây sẽ là câu ghép. Và đây là câu ghép chính phủ có quan hệ nhượng bộ tương phản. Bởi vì trong câu ghép này có sử dụng cặp từ liên kết tuy nhưng. Đã, em nhìn thấy. Câu thứ ba mặt trời là chủ, mọc là vị, xương là chủ, tan dần là vị. đây là câu ghép và câu ghép này hai vế này đẳng lập với nhau đã có quan hệ tiếp nối. mặt trời mọc thì bắt đầu xương tan và nó không có từ liên kết. câu ghép thứ câu thứ tư mưa là chủ, càng to là vị, nước sông là chủ, càng dâng cao là vị. đây là câu ghép. câu ghép có quan hệ nguyên nhân kết quả cặp từ hô ứng cặp từ liên kết hô ứng càng càng cặp từ liên kết hô ứng càng càng đấy là nhận diện chúng ta nhận diện câu đơn và câu ghép và tiên tiện thể đây thì cô đã chỉ luôn cho các em câu ghép đặc lập và câu ghép chính phụ chúng ta sẽ sang phần từ hành tiếng việt trong phần thực hành tiếng việt này chúng ta sẽ cùng hoàn thiện bài tập số các bài tập trong sách giáo khoa bài tập số 1 đọc đoạn trích sau và trả lời các câu hỏi Đặc trưng của toàn cầu hóa là sự đón nhận và trân trọng đóng góp của tất cả các dân tộc trong bản hòa ca của nhân loại. Ở đó người ta chia sẻ giá trị của mình vào cái chung, tạo nên bức tranh lớn đa sắc màu nhưng vẫn nhất quán và đầy tính nhân bản. Nhiều ý kiến cho rằng khi thế giới phẳng, các nền văn hóa giao thoa sẽ dần hòa lẫn với nhau, mỗi người đều giống hệt nhau và mất đi văn hóa đặc trưng của dân tộc mình. Điều đó là không đúng, bởi mỗi công dân, mỗi dân tộc là một mảnh ghép vừa vặn trong bức tranh chung của nhân loại nhưng vẫn mang trong mình một màu, một sắc màu đặc trưng của dân tộc. Câu hỏi A. Phân tích cấu trúc các câu trong đoạn trích trên, sau đó cho biết câu nào là câu đơn và câu nào là câu ghép. Nêu tác dụng của việc lựa chọn các kiểu câu, lựa chọn câu đơn hay là câu ghép trong đoạn trích trên. Phân tích câu hỏi A người ta yêu cầu phân tích cấu trúc. Cấu trúc tức là phân tích chủ ngữ và vị ngữ các em ạ. Sau khi phân tích được chủ ngữ và vị ngữ thì các em sẽ chỉ ra xem câu nào là câu đơn và câu nào là câu ghép. Đấy là trong phần A. Trong phần B thì bấy giờ mới đi nêu tác dụng của việc lựa chọn kiểu câu. Tại sao ở câu này người ta lại lựa chọn câu đơn và tại sao ở đây người ta lại lựa chọn câu ghép? Đoạn văn này gồm có 4 câu và chúng ta sẽ cùng phân biệt cụ thể như sau. Trước hết là chúng ta sẽ vừa đi phân tích kết cấu và cua dây hoàn thiện luôn vào trong bản. Câu thứ nhất, ở câu 1 nhé. Đặc trưng của toàn cầu hóa là chủ ngữ, còn lại là vị ngữ. Và khi phân tích như thế thì Ken biết ngay đây là câu đơn. Câu số 2. Ở đó là thành phần trạng ngữ. Người ta là chủ ngữ. Số còn lại sẽ là vị ngữ. Đây là câu 2. Và phân tích kết cấu thì chúng ta sẽ xác định được đây cũng là câu đơn. Câu 3. Nhiều ý kiến là chủ ngữ. Số còn lại là vị ngữ. Và có một cụm CV nên đây là câu đơn câu 1, câu 2, câu 3 tác giả sử dụng câu đơn. Việc sử dụng các câu đơn ở trong phần này tại sao các bạn không sử dụng câu ghép? Các bạn quay trở lại lý thuyết các em thấy rằng việc sử dụng câu đơn để biểu thị một phán đoán đơn mà. Biểu thị một phán đoán đơn giản thì người ta sử dụng câu đơn cho nó phù hợp. Đến câu số 4. Điều đó là chủ ngữ là không đúng là vị ngữ. Mỗi công dân, mỗi dân tộc là chủ ngữ hai, còn lại là vị ngữ hai rõ ràng xác định ở đây các em phải thấy có hai cụm chủ ngữ vị ngữ làm nòng cốt câu vậy đây sẽ là câu ghép và điều đó là không đúng bởi mỗi công dân mỗi dân tộc tức là trong câu ghép này thì tác giả đi giải thích luôn đi giải thích luôn biểu thị một phán đoán thông báo có tính chất phức hợp vừa nêu ra ý kiến ý kiến là không đúng vừa giải thích cái ý kiến đó vì sao lại không đúng nên bởi vậy trong trường đó thì phải sử dụng kiểu câu đó là câu ghép đấy thì cô đã vừa đáp ở trả lời câu hỏi a và cũng vừa giải thích câu hỏi b à, vì sao mà lại lựa chọn câu đơn hay là câu ghép trong các ví dụ này ta xong bài tập số 2 nhân đề sang thu vừa bao trùm lại vừa thấm vào từng từng ngữ cảnh vật hương quả sang thu, ngọn gió sang thu, dòng sông, bầy chim, đám mây, bầu trời sang thu, nắng sang thu, mưa sang thu, sấm chớp, rông bão, cây cối sang thu. Nhưng trong từng cảnh sang thu của thiên nhiên đất trời, tạo vật là lồng lộn, lồng lộng, hồn người sang thu. Câu hỏi A. Nhận xét về cấu trúc của các câu in đậm trong đoạn trích trên. B. Nêu tác dụng của việc lựa chọn cấu trúc câu như vậy. Nhận xét về cấu trúc các câu in đậm em muốn nhận xét được cấu trúc các câu in đậm thì các em phải phân tích được cấu trúc của các câu này. Có nghĩa là các em phải xác định được chủ ngữ và vị ngữ của các câu này. Sau đó thì chúng ta mới đi nhận xét được là các cấu trúc này có điểm gì giống nhau thì đấy gọi là nhận xét. Vậy, chúng ta sẽ cùng làm. Thứ nhất, đây, cô sẽ cái đoạn văn đó đây. Những cụm từ in đậm thì đầu tiên cô sẽ xác định cấu trúc cụ thể như sau. Hương quả là chủ, sang thu là vị. Câu thứ hai này, ngọn gió là chủ, sang thu là vị. Câu số 3, dòng sông, bầy chim, đám mây, bầu trời là chủ, sang thu là vị. Câu thứ tư, nắng là chủ, sang thu là vị. Câu số 5, mưa là chủ, sang thu là vị. Câu số 6, sấm chớp, rông bão, cây cối là chủ, sang thu là vị. Như vậy sau khi đã phân tích được cấu trúc rồi thì kem sẽ nhận xét ngay được là đặc điểm cấu trúc của các câu văn in đậm này phải không? kem thấy rằng là các câu văn in đậm này này đều có cấu trúc giống nhau hay khác nhau? đều là giống nhau. thứ nhất đều là cấu trúc có một cụm CV. thứ hai là đều nêu các sự vật của thiên nhiên sang thu. vị ngữ của nó đều là sang thu. vị ngữ của nó đều là sang thu. và chủ ngữ của nó thì đều là các cái sự vật của thiên nhiên như là hoang quạ, hương quả này, gió này dòng sông, chim, đám mây, bầu trời, nắng, mưa, sống, chớp, rông bão, vân vân. thì đấy là là chúng ta nhận xét. vậy câu hỏi a chúng ta sẽ nhận xét như vậy. các câu in đợi đều là câu đơn và có cấu trúc tương đồng. đấy hay còn gọi là phương thức lặp cấu trúc hay ta còn gọi là cấu trúc lặp lại. tác dụng của việc lặp đi lặp lại với cấu trúc này. tại sao tác giả không diễn đạt thành một một một, một câu ghép đi? mà tác giả phải tách ra thành các câu đơn em biết là khi tác giả lựa chọn cấu trúc câu đều là những câu đơn và lặp đi lặp lại một kiểu câu để nhấn mạnh cả đất trời vạn vật đều sang thu đấy không chỉ là hương quả mà gió cũng sang thu dòng sông bầy chim đám mây bầu trời cũng sang thu nắng cũng sang thu mưa cũng sang thu đấy em thấy tức vừa tạo sự liên kết chặt chẽ về một nội dung và hình thức nhưng đồng thời nó vừa tác động vào cái cảm xúc của người đọc người viết đấy là dụng ý của đó chính này Ta sang bài tập số 3. Cho biết các câu ghép dưới đây thuộc loại câu ghép đẳng lập hay chính phủ và xác định phương tiện nối giữa các vế câu và nêu tác dụng của việc lựa chọn phương tiện này. À câu bài tập số 3 cũng có hai yêu cầu. Yêu cầu thứ nhất xác định xem đây là câu ghép đẳng lập hay chính phủ Và thứ hai là xác định phương tiện nối giữa các vế câu để từ đó nêu tác dụng của việc lựa chọn phương tiện đó. Đây, câu thứ A. Câu A. À, đều đều là câu ghép rồi. Thế nên không cần phải xác định CV nữa. Quan trọng nhất là các em phải xác định xem vế 1 với vế 2 ý nghĩa của vế 1 với vế 2 có mối quan hệ với nhau như thế nào? Có phương tiện liên kết hay không? Có đối với nhau như thế nào? Các em sẽ thấy này. Câu 1 là câu ghép chính phụ. Phương tiện liên kết đó là sử dụng kết từ nếu như, các em nhìn thấy. Ngọn lửa mùa hè mang bao căm phẫn chính đáng của người da đen sẽ không bao giờ tắt nguội nếu như làn gió mùa thu của tự do và công bằng không thổi tử Nếu như như vậy thì cái vế trước và vế sau nó có mối quan hệ chính phụ, vế chính, một vế chính và một vế phụ. Phương tiện kết liền, phương tiện liên kết đó là kết từ nếu như tác dụng của việc sử dụng phương tiện liên kết này biểu thị quan hệ giả thiết kết quả vế sau là giả thiết vế trước là kết quả các em ạ à. đấy vế sau là giả thiết vế trước là kết quả giả thiết là nếu như mà làn gió mùa thu của tự do và công bằng không thường tứ thì kết quả là ngọn lửa mùa hè sẽ chẳng trả một mùa hè mang ba căm vẫn uh, sẽ không bao giờ tắt ngủ đấy là từ câu thứ nhất câu thứ hai nhưng dù cho có tai họa xảy ra thì sự có mặt của chúng ta ở đây cũng không phải là vô ích các em sẽ thấy rằng là đây cũng là câu ghép chính phủ và căn cứ để cô nhìn thấy đó là hai vế này có phương tiện đối với với câu đó là cặp kết từ dù cho thì dù cho thì dù hay còn gọi là mặc dù cũng được đấy vậy cặp kết từ này biểu thị quan hệ giả thiết kết quả mặc dù tai họa có xảy ra nếu như tai họa có xảy ra giả thiết tai họa có xảy ra thì đấy em thấy như vậy vế trước sẽ là giả thiết vế hai sẽ là kết quả vế sau sẽ là kết quả đấy là câu b sang câu c cái lò gạch ở cuối cánh đồng đang phút lửa sáng rực và ánh đèn ô tô ngoài đường cái quét lên trên lên để chở những luồng sáng xanh biếc kem thấy ở câu c thì sau khi kem phân tích cp xong kem có thể thấy rằng là hai vế này được nối với nhau bởi phương tiện liên kết là từ và bởi vậy đây là câu ghép đặc lập phương tiện liên kết đó là kết từ và kết từ và kết từ và này biểu thị quan hệ liệt kê cái lò gạch đang phun lửa sáng rực và và cái ánh đèn tức là uh, cả sự việc thứ nhất là cái lò gạch nó phun lửa sáng rực sự việc thứ hai là cái đèn ô tô nó cũng tạo cái ánh sáng lên trên đường trời hỏi D bước chân của anh đặt nhẹ trên đường phải tôi cảm thấy không phải anh đang đi mà là anh đang lướt trên mặt đất kết nhìn thấy câu này không có phương tiện liên kết hay nói đúng hơn là phương tiện liên kết giữa hai vế chính là dấu phẩy bởi vậy đây là câu ghép đặc lập phương tiện liên kết là dấu phẩy giữa các vế là dấu phẩy và đương nhiên tác dụng nó biểu thị quan hệ tiếp nối biểu thị quan hệ tiếp nối bước chân của anh đặt nhẹ trên đường sau đó tiếp nối sự việc thứ hai là tôi cảm thấy không phải là anh đang đi. Đấy, cái sự việc sau nó diễn ra, à, sự việc ở phía trước diễn ra trước và sự việc ở về sau diễn ra sau. Đấy gọi là quan điểm tiếp nối. Chúng ta sang bài tập số 4. Ở bài tập số 4 thì theo yêu cầu, có người ta cái yêu cầu là các em đã viết những cái bài viết có những bài viết có thể là một bài văn nghị luận, có thể một bài văn tự sự gì đó chẳng hạn, cũng có thể bài văn nghị luận. Và nên xem những bài văn nghị luận. Những bài văn nghị luận thì trao đổi bài cho nhau xem và sau đó để nhận xét xem là bạn của mình đã sử dụng câu đơn, câu ghép hay cả hai kiểu câu trong bài viết và việc lựa chọn kiểu câu như vậy có tác dụng gì. Và khi đọc bài viết của bạn thì em thấy bạn lựa chọn cấu trúc như vậy đã hợp lý chưa? Và nếu được phép thay đổi cấu trúc của một vài câu thì em sẽ thay đổi như thế nào và vì sao? Đấy. Thế thì ở đây các em sẽ chú ý cho cô là các em có thể các em có thể là uh, trao đổi bài với một cái một cái đoạn văn thôi, không cần phải nhiều, các em chỉ xem xét chỉ một đoạn văn. Các em thử xem xét xem là bạn đã sử dụng câu đơn hay câu ghép. Và việc sử dụng câu đơn, câu ghép này đã phù hợp chưa? Và mình có nên thay đổi kiểu câu khác không? Khi nhận xét được cho bài của bạn có nghĩa là mình sẽ nhận xét được bài của mình. Như vậy thì trong khoảng thời gian thì cô đã hướng dẫn các em uh, 4 bài tập trong sách giáo khoa và câu hỏi về phần vận dụng học phần thực hành tiếng Việt thì bao giờ cũng vận dụng là viết đoạn văn. Một trong những vấn đề được quan tâm hiện nay để xây dựng trường lớp sáng xanh sạch đẹp là học sinh cần bỏ rác đúng nơi quy định. Viết một cái đoạn văn về chủ đề đó và trong đó có sử dụng câu ghép giải thích lý do vì sao mà em lựa chọn câu ghép đó. Vì sao mà em lựa chọn câu ghép ở vị trí đó. Như vậy thì à, cô đã cung cấp hướng dẫn cho các em các cái bài tập trong sách giáo khoa. Bài học ngày hôm nay chúng ta dừng ở đây rất cảm ơn kem đã chuyển lắng nghe chào và hẹn gặp lại kem